Kính thưa Thầy, lần đầu tiên con được gặp Thầy, con thấy vui lắm, vui và hồi hộp lẫn lộn. Này sao giống cái câu hát mà phút đầu gặp anh tinh tú quay cuồng. Vui mà hồi hộp lẫn lộn vì nhờ những lời Thầy nói đã từ từ giúp con hiểu và tìm được một mối lối thoát. Mà lâu lắm rồi con đã không biết chính mình đã đi về đâu, làm gì. Tiện đây con thân tặng Thầy bài thơ Con Khỉ, tại vì con tuổi Thân. Đúng là Houston. Mong Thầy có thể đón nhận làm con làm kệ đệ tử Long Distance. Trời ơi, bữa nay mình có một cái danh từ Phật học mới. Hồi nào giờ ở Pháp Hòa cũng nghe những mối tình Long Distance. Bữa nay mình thêm nhận con làm đệ tử Long Distance.